Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh. Khi ấy, người ta đem đến cho Chúa Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi đã trừ quỷ rồi, thì người câm nói được. Đám đông dân chúng kinh ngạc và nói rằng: chưa bao giờ thấy như vậy xảy ra trong dân Israel. Nhưng mấy người biệt phái thì nói với nhau rằng: ông ta đã nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ. Và Chúa Giêsu đi rạo khắp các thành phố, làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Thấy đoàn lũ dân chúng, người động lòng thương xót họ, vì họ tức tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn. Người liền bảo các môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Anh em hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô. Ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tôi biết chắc trong số quý vị ngồi đây, mặc dù là 60 mấy người, nhưng cũng có nhiều người biết về võ thuật. Một trong những món võ cổ truyền nhất là điểm huyệt, tức là ký vào một chỗ nào đó thì đối phương bị tê liệt. Nó rất nhiều điểm, mà nếu trật sang chỗ khác có thể làm thiệt mạng người ta. Mà môn đó không phải là huyền bí mà là có thật. Cách đây hơn một năm, tôi còn giữ tài liệu vào tháng 6 năm ngoái, đúng ngày thứ Tư mùng 10 tháng 6, bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng Francisco. Rất hay nói về bài đọc sáng thế ký hôm nay. Ngài nói, cuộc vật nhau với Thiên Chúa giữa Gia-cóp và một vị nào đó là cái ẩn dụ, tức là một cái hình ảnh tượng trưng của việc cầu nguyện. Bất ngờ thật, cho nên tôi đọc cho tôi bị thấy hay quá. Hồi nào giờ mình đọc cái đó, giống như Chúa huấn luyện cho ông Gia-cóp để ông sẽ đương đầu với người anh của ông. Chúc tôi trở lại câu chuyện đó. Bởi vì mình nghe mà mình không hiểu, mình không thích. Khi suy tư về sự cầu nguyện này của Đức Thánh Cha Francisco, về cách cầu nguyện của tổ phụ Gia-cóp khi ông vật nhau với đấng thiên sứ cả đêm, và sau đó ông thay đổi tên, thay đổi cả cách sống, thay đổi cách nhìn, ông thay đổi hoàn toàn. Đó là mục đích của sống đạo. Sống đạo là một cuộc gặp gỡ và vật nhau với Thiên Chúa, vật thật đó, mình vật không lại. Nhưng mà mình luôn luôn là hãy Chúa muốn trắng thì mình muốn đen. Chúa muốn mình phải trong sạch thì mình lại thích những cái dơ bẩn. Chúa muốn mình phải quảng đại thì mình rất hà tiện, hẹp hòi. Chúa muốn mình làm theo thánh ý Chúa thì mình thích ý riêng, theo cái cuộc chiến đấu đó. Nhưng rốt cuộc là gì? Ai gặp được Chúa thì người đó sẽ biến đổi cả tên tuổi lẫn nhân sinh quan của mình. Cầu nguyện không phải luôn luôn lúc nào cũng dễ dàng. Tôi không nói đọc kinh nha, tôi dùng chữ cầu nguyện. Đọc kinh là mình dùng một bản văn soạn sẵn rồi theo đó hướng dẫn mình cầu nguyện. Bởi vì tự mình không có nói chuyện được với Chúa thì mình mới cần một bản gồm những chữ do người khác soạn. Điều đó tốt để giúp mình. Nhưng có rất nhiều người đọc kinh mà không hề cầu nguyện. Bởi vì cầu nguyện là nói chuyện, là gặp gỡ với Thiên Chúa. Tôi nói cầu nguyện không lúc nào dễ dàng đâu. Và chính Đức Thánh Cha cũng nói, thường đòi hỏi chúng ta phải đối diện với Chúa.
Chúa muốn trắng trong khi lòng mình muốn đen, Chúa muốn tỏ lộ ra, mình muốn giấu đi, vân vân. Và sau đó mình nhận ra sự xấu xa của mình, sự ích kỷ của mình, sự giả hình của mình và sự mỏng dòn của mình trước cái ý muốn của Chúa là Chúa muốn cho mình hạnh phúc đời đời. Nhưng chính trong cái cuộc chiến đó, cái giằng co đó, mà trong thương tích của chúng ta mới cảm thấy mình chỉ mạnh khi nương tựa vào Chúa. Vậy, đừng nương tựa vào sức mình. Tôi biết có nhiều bậc lớn sẽ nói cái đó là để dành cho con nít ấy. Họ không tin đâu. Bởi vì tôi ở đây gần 13 năm rồi, tôi tin điều đó là tôi nói xong, họ nói không, mình phải cố gắng, mình phải hết sức, mình phải làm. Đừng có nghe theo cái ông Hồng nói là cứ dựa dựa vào Chúa, nếu mình không làm gì hết Chúa không giúp. Không sao, tôi nói cho tôi không phải giáo hoàng, mà giáo hoàng nói mình cũng có thể chống, trừ khi ông nhân danh cái quyền bất khả ngộ nhận của ông để ông tuyên bố tín điều. Không sao, ai tin tin, không tin thì thôi. Nhưng Đức Giáo Hoàng làm cho tôi để ý, luôn luôn phải mở tâm hồn mình ra để gặp gỡ Chúa. Tôi tin nhiều người đi nhà thờ, nhà thánh nhưng chưa hề gặp gỡ Chúa, gặp cách riêng đó. Gặp như là mình gặp một người cá nhân á, giữa mình với người đó. Tôi tin có thể nhiều người không hề gặp, tội nghiệp, tôi không dám trách. Và vì không gặp cho nên không thay đổi gì hết. Tên tuổi từ đầu đến cuối vẫn là tên. Tôi nói, sáng thế ký thông qua những sự kiện trong cuộc đời của một người đã sống vào một thời đại rất xa, mấy nghìn năm rồi, kể cho chúng ta những câu chuyện và khi áp dụng nó lại là đúng trường hợp của chúng ta. Trong cái loạt chuyện nói về các tổ phụ, bởi vì cái chương này tức là thuộc về chương 23 thì phải, chúng ta thấy câu chuyện của một con người, từ một con người có năng khiếu thông minh, tinh ranh, xảo trá nữa. Đó là ông Gia-cốp. Nổi cái tên của ông, tiếng Do Thái có nghĩa là kẻ chớp thời cơ. Các bạn nghe cái tên, quý ông bà nghe thấy giật mình không? Chữ Gia-cốp, tra từ điển Google đi, thì nó nói đó là cái người chỉ đợi thời cơ để chớp một cách rất tinh ranh. Câu chuyện Kinh Thánh cho chúng ta thấy mối quan hệ khó khăn giữa hai anh em. Gia-cốp với anh trai của mình tên là gì? Ê-sau. Ngay khi còn nhỏ, giữa hai người đã có sự cạnh tranh. Cạnh tranh này sẽ không bao giờ khắc phục được. Nhất là cái đỉnh cao của nó là dưới sự thông đồng của bà mẹ. Gia-cốp đã lường gạt được ông bố Isaac, khiến cho ông phải chúc lành cho người em thay vì chúc lành cho thằng anh. Thằng anh là cái thằng sẽ đáng được chúc lành để tiếp tục nối dõi tông đường. Đó là một câu chuyện lường gạt trong lịch sử, lấy da dê da cừu để đắp lên, bởi vì thằng Ê-sau nó sống khỏe mạnh, nó đi săn bắn, còn anh chàng này thì ở với mẹ chăn nuôi, nó sống ngoài trời cho nên người nó lông lá. Ông Isaac mắc kém, bưng cái tô thức ăn mà ông thích, bởi vì bà mẹ biết mà, bà vợ ông thì biết ông Isaac thích cái đó, đem lên và nói, con là Ê-sau, con của cha đây. Cái giọng hơi khác. Ông Isaac ngờ bảo mày đưa tay tao rờ. Ông thấy lông không, ông tin, ông ăn xong ông chúc lành. Cho nên thằng anh nó tức, nó về nó nghe như vậy, nó có thể tìm mà giết nữa. Trong sự lừa dối đó, ông ta đã dùng cái đầu óc tinh ranh của mình để lừa gạt cha mình. Và đó, mình bây giờ thì mình nghĩ, ô cái đó có gì đâu, sự chúc lành. Không, đối với các dân tộc ở miền Ả Rập, ông bố chúc lành là cả một cái gì phúc đức của Thiên Chúa ban cho. Đó là một trong nhiều thủ đoạn khác mà cái người tên Gia-cốp này có khả năng thực hiện. Tên gọi Gia-cốp như tôi đã nói
là tính cách của một người biết hành động đúng lúc để chớp thời cơ, không cần thẳng thắn, có khi xảo quyệt. Nó ghê quá à. Rồi bây giờ phải chạy trốn, bởi vì sợ ông anh mình nó trừng phạt. Trong cuộc đời, ông dường như thành công trong mọi nỗ lực. Có kỹ năng chăn nuôi, kinh doanh, ông trở nên rất giàu, có nhiều gia nhân, trở thành sở hữu chủ của một đàn gia súc thật đông. Với kiên trì, kiên nhẫn lẫn sự tinh ranh đó, ông kết hôn với cô con gái xinh đẹp nhất của ông Laban, người ông thực sự yêu dấu. Ông Jacob, chúng ta sẽ nói với ngôn ngữ hiện đại là một người biết xoay sở bất kỳ bằng thủ đoạn nào. Rồi, bây giờ ông ấy đưa hết vợ, nghe trong này nói ông có hai vợ thôi, thời đó mình đâu có kết án được. Rồi đưa mấy mười mấy đứa con gì đó, rồi mấy tài sản đi qua hết bên kia suối, ông ở lại bên này để chuẩn bị ngày hôm sau hội ngộ với thằng anh. Bởi vì thằng anh nó nhắn là nó ngày mai cho tao gặp mày. Rồi ông ngủ lại và ông có một người lạ xuất hiện đánh nhau với ông. Tôi không cần lặp lại. Rồi dằn co mãi cả đêm, vật lên vật xuống. Chắc không có đấm, chứ nếu có đấm thì chắc có bể cả mõm ra rồi. Này chắc chỉ vật thôi. Họ dùng chữ vật thôi, giống như đô vật. Rồi bây giờ dai dẳng quá, ông kia bấm huyệt cho ở ngay đùi. Thế là liệt, mà cũng cứ ôm, không tha. Và khôn ngoan á, ngay cái lúc thua rồi vẫn khôn ngoan. Ông cho biết tên, ông kia không trả lời. Và ông ngược lại hỏi tên của ông là gì? Tôi tên Jacob, người Do Thái, hiểu ngay cái chữ đó liền. Giống như mình đặt tên thằng Mánh á. Vậy, hiểu liền. Và ông nói không, từ nay không có tên này nữa. Phải tên là Israel. Chữ Israel có nghĩa là người đã đối diện với Chúa. Cho nên ngày hôm sau cuộc gặp gỡ với ông anh rất tốt đẹp. Ông anh tha cho hết. Hai anh em ôm nhau mà khóc. Cuộc đời của Jacob tiếp tục từ đó thay đổi. Chúng ta nghĩ lại đi. Ông ta đã chiến đấu suốt đêm, không lúc nào buông tay đối thủ ra. Hay thật, đến lúc bị điểm huyệt. Cái cuộc vật nhau với Chúa, với sứ thần đây là ý chỉ, cái dấu chỉ của việc cầu nguyện. Cầu nguyện suốt đêm. Cho nên ông đã thay đổi. Chúng ta cũng vậy. Mỗi người chúng ta đều có cuộc hẹn trong đêm tối cuộc đời với Chúa. Cái chữ đêm tối cuộc đời nó có nghĩa là tận trong thâm tâm sâu kín nhất chỉ có mình với Chúa biết. Tôi hiểu chữ đêm tối đó, và tôi cũng hiểu chữ đêm tối mà Đức Thánh Cha dùng là những lúc mình cảm thấy chán chường quá, đau khổ quá, căng thẳng quá, yếu nhược quá, hèn hạ quá. Mình không ngờ là mình hèn đến vậy. Đó là những đêm tối, những khoảng khắc của những cám dỗ mà chúng ta chống chọi không lại. Chúng ta sa ngã trong tội, chúng ta mất phương hướng, vân vân. Ở đó luôn luôn có cuộc hẹn với Chúa. Chúa luôn luôn mời, chỉ có tội là mình không nghe, rồi mình bỏ qua. Chúa sẽ làm chúng ta ngạc nhiên. Vào lúc chúng ta không mong đợi, người vẫn cho cơ hội để thấy mình yếu đuối, mình gian xảo, mình giả hình mà Chúa vẫn thương. Cũng trong cái đêm tối đó, chúng ta sẽ nhận ra rằng chúng ta chả có gì. Không có gì. Kể cả hơi thở đang thở cũng không phải của mình. Chỉ cất đi cái là mình trở về với một đống tế bào, nó tan rã ra từ từ. Ngay lúc đó mình cảm thấy mình yếu,
và bài đọc 2 ngày hôm kia, hôm Chủ nhật, nói rằng khi lúc tôi yếu chính là lúc tôi mạnh. Phao-lô nói rất hay, khi lúc tôi nghèo chính là lúc tôi giàu. Không phải là tự động đâu, nhưng chỉ vì lúc tôi biết tôi yếu thì tôi cần Chúa. Tôi không cựa vào sức mình. Tôi biết tôi nghèo là vì tôi không làm gì được, thì tôi cần xin Chúa. Xin cái gì? Xin cho chúng con mở rộng tâm hồn ra để gặp gỡ đích thực Chúa Giêsu, để Người thay đổi chúng con. Rồi từ đó Chúa đặt cho chúng ta cái tên mới. Và thật sự những nhân vật nổi cộm như Phêrô, Phao-lô, nhiều vị thánh khác đều được thay đổi bằng một cái tên mới. Cho nên trong các nhà dòng ngày xưa, chứ bây giờ thì hết, khi làm lễ hoặc là lãnh tu phục hoặc là khấn lần đầu thì các đấng bề trên chọn cho mình một cái tên khác, ý muốn giống như vậy để mình thay đổi cuộc đời. Có nhiều người mang tên khác rồi mà đời vũ như cẩn là vẫn như cũ. Nhất là thay đổi trái tim chúng ta, và Chúa ban phước lành để chúng ta hiểu rằng chúng ta nhận tất cả mọi sự từ Chúa. Bởi vì Người biết từng chi tiết trong cuộc đời của mình. Mình có quanh co giấu giếm cũng không được. Cho nên mỗi người nên nói với Chúa rằng: lạy Chúa, chắc chắn Chúa biết rõ con. Chúa biết rõ con. Vậy nếu đẹp lòng Chúa, xin hãy biến đổi con từng bước, từng bước. Không biết có ai năng xin câu đó không? Có ai năng xin câu đó cho người thương của mình không? Người thân của mình. Chúa biết rõ ông chồng của con. Chúa biết rõ đứa con trai của con, đứa con gái của con. Và con cũng tin rằng Chúa thương ông ấy, thương các vị đó. Xin hãy biến đổi họ để họ nhận ra tình thương của Chúa mới là cái giá trị quan trọng nhất trong cuộc đời. Cảm ơn quý ông bà và anh chị em. Chúng ta lâu lâu học một bài giáo lý của Đức Thánh Cha. Đây là bài giáo lý Ngài soạn. Tôi đọc lại theo cái văn của tôi. Có khi tôi dịch nhiều khi không chính xác chẳng, không sao. Nhưng mà rõ ràng nó thích hợp với cái bài đọc sáng thế ký hôm nay. Và khi chúng ta hiểu rõ hơn Kinh Thánh Cựu Ước, nói thật, Kinh Thánh Cựu Ước đầy những tội lỗi trong đó. Cho nên ngày xưa các sơ không cho mấy đứa học sinh biết tí gì về Kinh Thánh Cựu Ước, cứ giấu. Cũng không hay, lớn lên ta cũng vẫn đọc được. Giấu làm gì? Để cho thấy rõ con người là như vậy. Con người là luôn luôn có xu hướng chống lại với Thiên Chúa. Từ Adam, Eva cho đến cháu chắc con cái miêu duệ của ông bà. Xin Chúa ban cho chúng con ngày hôm nay mưa nhiều, nước Úc cần mưa. Nhưng có nhiều nơi mưa nhiều quá nó ngập vào nhà luôn, hư hết thảm, chúng tội nghiệp người ta. Xin Chúa ban cho những người đang bị dương tính của COVID được tìm thấy thuốc để chữa và xã hội được bình an. Có cái hình hoạt họa nó vẽ cô giáo dạy về Cựu Ước, cuộc chiến giữa David và Goliath đó. David thì nhỏ con, Goliath to. Nhưng mà cái hình vẽ là Goliath nằm xuống rồi, bị David chặt đầu rồi, lấy cái gươm nó chặt đầu. Và cái đầu to tướng xách không nổi lên. Cô giáo mới viết: I who killed Goliath. Rồi cô viết để mớm cho học sinh nhỏ xíu à, mấy cái lớp chồi lớp mầm gì đó. Cô viết chấm chấm chấm, rồi cô viết chữ viết thôi, để cho tụi nó thêm chữ da vô, DA vô. Tất cả
cả, nó không có viết chữ DA mà nó viết chữ CO. Bây giờ nó nghe Covid chứ làm gì nó nghe David đâu. Cho nên nó viết, cái cô giáo cũng đứng lên nói, cũng đúng, cái thằng to con nhất cũng thua cái con Covid đấy chúng con. Mà mình cũng vậy, đừng ý mình to. Cho nên kết luận trước khi ngưng là nên đi chích ngừa đi. Đừng có nghe người ta đồn nói chích là nó giết mình. Hết. Tôi không phải quảng cáo cho y tế, nhưng tôi chích rồi vẫn chưa chết. Tôi đợi chích đợt 2 và hy vọng đợt 2 cũng được một cô y tá xinh xinh một tí. Vậy thôi. Chuyện kể có một cha xứ nuôi súc vật là để trẻ con nó đến, nó xem rồi dẫn nó vào nhà thờ. Ông ấy tìm được 2 con vẹt, con két đó, không biết là con gala hay cucatu, mà ông tập cho nó đọc kinh, nó lần chuỗi mân côi đó. 2 con cứ con sướng, cái con kia đáp, Thánh Maria con này kính mừng mà. Trời ơi, giáo dân được đánh động lắm. Rồi cũng có ông bà ở dưới xóm, mà 2 con két của cha là 2 con két trống, đọc kinh suốt ngày. Rồi 2 con két của bà kia là chửi thề suốt ngày, 2 két mái. Cho nên bà nghe đồn là 2 con két trống của cha nó đọc kinh. Bà nói bây giờ làm sao mà sửa nó. Cho nên bà lên gặp nó, cha, cho con gửi 2 con két mái vô để nó học cách đọc kinh. Ông cha nói coi chừng, 2 cái con của tôi nó lại bắt chước nó chửi thề. Nó không sao đâu, bởi vì nó đọc kinh suốt ngày là nó có ơn rồi, nó sẽ hoán cải. 2 con đang đọc kinh thì thấy cha mở lòng, bà kia đưa 2 két mái vô, cái 2 két trống ngưng, không đọc kinh nữa. Bà kia nói, ủa sao vậy cha? Ông cha nói, tôi cũng không biết nữa. Cái 2 con két nó nói với nhau, lời kinh của mình đã được Chúa chấp nhận rồi, từ nay khỏi xin nữa. Nói mỗi đứa tìm được con vợ rồi. Xin mời cộng đoàn đứng.